chào khán giả Người Việt TV. Hôm nay là ngày thứ Bảy, 23 tháng 11 năm 2019. Chúng tôi đang có mặt tại nhà thờ chính tòa Chúa Kitô Giáo phận Oren ở thành phố Garo. Đằng sau quý vị thấy đây là những hình ảnh rất là tươi vui và sống động. Sắp sửa diễn ra cái lễ gọi là các thánh tử đạo Việt Nam là bổn mạng các quan thầy của cộng đồng giáo phận Việt Nam tại Orange County. Và đằng sau quý vị thấy là ba cái kiệu: kiệu Xương Thánh, kiệu Chúa Giêsu và kiệu Đức Mẹ La Vang. Và đây các hội đoàn đang chuẩn bị tiến vào trong thánh đường của nhà thờ chính tòa Chúa Kitô tại thành phố Garo. Các thánh tử vì đạo Việt Nam được phong thánh năm 1988 và từ đó trở đi cộng đồng Công giáo Việt Nam mình đã có và đã nhận các thánh tử vì đạo Việt Nam làm bổn mạng của cộng đồng, và từ đó trở đi mỗi năm đều cử hành lễ kính các thánh vào ngày 24 tháng 11. Rồi trước đó đó thì chúng tôi cộng đồng, lúc giờ tôi còn làm thầy, tôi chưa có làm linh mục, thì cộng đồng tổ chức ở sân vận động Santana Stadium rất là đông dưới thời cha cố Đỗ Thanh Hà rồi Đức ông Nguyễn Đức Tiến. Rồi sau đó thì chúng ta đưa về Brent Event Center ở UCI để tổ chức ở trong cái stadium thì nó mát mẻ hơn, nó an toàn, che mưa che gió hơn. Và tạ ơn Chúa là sau khi ngôi thánh đường này, nhà thờ chính tòa được khánh thành vào tháng 7 thì năm nay là năm đầu tiên, thưa anh, thưa quý thính giả Người Việt TV, chúng ta cộng đồng rất là hân hoan được tổ chức. Quý vị có thể nhìn xung quanh và thấy rất là đông đảo. Còn hơn một tiếng đồng hồ nữa chúng tôi mới bắt đầu chương trình, là bắt đầu với cuộc rước. Nhưng mà từ 7 giờ sáng đã có người tề tựu ở đây rồi. Tôi chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã đáp lời mời gọi của chúng tôi để cùng đến trong ngày hôm nay. Chúng ta kính các thánh tử vì đạo. Các ngài là tiền thân của chúng ta, đã noi gương giữ đạo, đã hy sinh chính mạng sống của mình. Và chúng ta là con, là cháu, chúng ta sẽ tiếp tục cái truyền thống tốt đẹp đó, sống đức tin. Và cũng xin các thánh tử vì đạo phù hộ cho tất cả con cháu của chúng ta. Chưa, ông đây là năm thứ mấy ông đi lễ này ạ? Năm nào tôi cũng đi. Năm nào cũng đi. Mỗi năm thì ở vai, năm nay thì gần đây thì mình đến nhà thờ chính tòa này, giáo xứ của mình. Ông có cảm giác như nào, thấy như thế nào? Mọi năm là mình giống như phải đi mượn chỗ khác, ví dụ trước đây phải làm ở Santana Stadium hay là ở UCI, năm nay về cái thánh tòa ở đây thì ông cảm thấy như thế nào? Thì đó là một vinh dự cho giáo dân của Việt Nam của chúng mình, không phải đi những cái nơi mà để thuê mướn. Đây là nhà thờ chính tòa, là trung tâm của giáo phận, mà người Việt Nam sống trong giáo phận này thì đây là gọi là nhà, thì đó là hạnh phúc rất là lớn lao. Em cảm thấy rằng là đây là nhà thờ chính tòa mà cũng là nhà thờ mẹ của mọi nhà thờ trong Orange County, trong cái đài OC đó. Thì em thấy đây là một cái vinh dự cho cộng đoàn Công giáo Việt Nam mình. Mình được đến nơi đây để mình chiêm ngắm cũng như mình tưởng niệm lại sự kiện các thánh tử. Thank you.
Nhân dịp lễ Các Thánh Tự Đạo như thế này thì thưa cha, Đức cha có lời nhắn nhủ với cộng đồng Công giáo giáo phận Oren, đặc biệt là cộng đồng Việt Nam, thưa Đức cha? Thì cái bài giảng của tôi hôm nay nhắn nhủ rất là rõ ràng, tức là học nơi Các Thánh Tự Đạo Việt Nam một cái nét đặc trưng chính, mà nét đặc trưng đó chính là cái yêu thương kẻ thù, mặc dù người ta bắt bớ mình, hành hạ mình, bỏ mình tù tội rồi chém giết mình, nhưng mà mình vẫn tha thứ. Thì tôi thấy rằng là cái vấn đề tha thứ rất là quan trọng trong cái xã hội ngày hôm nay, đặc biệt là cái cộng đồng Công giáo Việt Nam ở Oren, xin được tha thứ lẫn nhau để tâm hồn mình được an bình, và đó là cái legacy, cái món quà mà mình học nơi được Các Thánh Tự Đạo Việt Nam. Con xin cảm ơn Đức cha.